Vâng, con chào bác ạ. Vâng. Hôm nay con xuống nhà. Con muốn xin lại hình ảnh về quá trình ngày trước con bị bệnh ấy. Thì trước khi con phỏng vấn hình ảnh thì bác có thể chia sẻ con biết về địa chỉ họ tên của bác ở đâu được không ạ? Tôi là Phạm Thị Hạnh. Dạ. Thôn Thu Lễ. Dạ. Xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Nội. Vâng. Bác kể lại về quá trình điều trị bệnh và cơn đau nguy kịch nhất của bác như nào được không ạ? À, cơn đau á, ôi tôi cảm thấy là đau giữa thắt lưng. Dạ. Thế là đau xuống quả bên hông trái. Vâng. Thế là tê xuống đùi, xong là đến gót chân không đi được. Vâng. Đau đớn không làm ăn gì được. Bác đau như vậy cơn đau kéo dài không ạ? Cơn đau cũng kéo dài mà không biết tìm bác thuốc và thầy thuốc ở đâu. Thế là kể Sau sau. sau khi bác đau đớn như vậy thì bác có đi chụp chiếu ở đâu không ạ? À có, đau như thế xong về sau rồi có đi chụp chiếu, đi lên Hà Đông, xong rồi họ bác sĩ mới Hà Đông mới mách đi sang cái chỗ Tôn Đức Thắng á. Dạ. Chụp cộng hưởng từ là nó, máy nó lét hơn, nó chuẩn hơn. Dạ. Thế thì sang đấy chụp xong rồi họ cho kết quả là tôi bị thoát vị đấy đệ. Vâng. Thái hóa 3 đốt xương. Vâng. Sau khi bác đi chụp chiếu thì biết là bác bị thoái hóa cột sống và thoát vị đệm, đúng không ạ? Vâng. Thì bác được ai mách ở nhà thuốc chúng con ạ? Thì có hàng xóm họ mách. Vâng. Họ mách họ bảo có bác sĩ lại đến phạt đấy. Vâng. Ở trong cầu Hà Dục ấy. Dạ. Thế sau khi bác đến với nhà thuốc Nại Yên Thạc ở ngã tư cầu Hà Dục, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội thì bác đến nhà thuốc được nhà thuốc chúng con điều trị những phương pháp như nào? Điều trị là tốt mà bác sĩ nhiệt tình. Vâng. Thì là cũng điều trị tốt lắm cho nên là từ ngày là ông ý con đang hỏi là bác đến nhà thuốc chúng con đấy thì bác được điều trị những phương pháp như nào ạ? Phương pháp là đến là bác giật cho là nắn ạ. Lắn lại cái chỗ đứa đệm đấy. Vâng. Xong rồi là bác đắp cho mấy miếng lá. Vâng. Mấy miếng lá mới cắt cho thuốc là uống là từ ngày ấy cảm thấy là đi lại bình thường. Bình thường. Vâng. Sau khi đưa bác được nhà thuốc bằng phương pháp chữa bệnh là đắp thuốc và uống thuốc cái này bằng nắn đúng không ạ? Vâng. Thì bác uống bao nhiêu thang thì bệnh bác đau lên ạ? Uống tôi uống được vào là 3 thang. 3 thang. Là đau tăng ác, đau dữ dội, là chân nó cứ dừng xuống là rút chân chân nó bì bì không đi nổi. Dạ. Vâng. Thì bác uống được bao nhiêu thang thì bác bệnh bác giảm ạ? Tôi uống là cứ hết hết chục thang là giảm, nhưng mà trong vòng là tôi uống vào là 30 thang là khỏi hẳn. Vâng. Khỏi hẳn từ ngày đó. Dạ. Thế bác, tôi vẫn làm khỏe bình thường. Vâng, bác thì kể lại tỉ mỉ hơn về cơn đau đớn nguy kịch nhất của bác. Rồi đau là rức rối lắm. Dạ. Rức rối là không thể tưởng tượng, nó rức đến tận xương tận tỉ. Dạ. Cảm thấy thế này thì không làm ăn gì được. Cơn đau có ê ở vùng mông đấy không ạ? Đau ở vùng mông, đứng không đứng được, ngồi không ngồi được. Đấy, đi làm ăn không bất ấy, không làm bất lợi, không làm gì được. Dạ. Sau khi bác được nhà thuốc chúng con điều trị bằng đắp thuốc uống thuốc ạ. Vâng. 35 tháng bác khỏi bệnh đúng không ạ? Vâng, từ đó đến nay thì bác khỏi được 30 năm rồi ạ. Tôi là khỏi là 4 năm nay rồi. 4 năm nay từ ngày là làm bình thường. Bình thường. Đi đứng bình thường. Vâng, trong vòng 4 năm đó thì bác có điều trị bất kỳ loại thuốc nào khác không ạ? Không, từ ngày là tôi không điều trị ở đâu cả, mà không điều trị bất cứ thuốc gì cả. Vâng. Cho nên bác khỏi 4 năm rồi ạ. Thì bác làm việc bình thường chưa ạ? Vâng, làm việc bình thường mà làm khỏe, cảm thấy nó như không bình thường ạ. Vâng. Vâng. Hôm nay con xuống con phỏng vấn về quá trình điều trị của nhà thuốc của chúng con. Thì mà mừng, rất mừng là bác đã khỏi bệnh rồi. Vâng. Và con cảm ơn bác, chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe bác nhé. Vâng ạ. Con chào bác. Vâng, cảm ơn. Vâng. Cảm ơn.